nằm trong chương trình hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan của đảng ủy bộ tư lệnh quân khu năm với các cơ quan tham mưu giúp việc của các tỉnh thành ủy ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu năm 2023. chiều ngày 10 tháng 1, đoàn đại biểu dự hội nghị đã đến đặt vòng hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đắk lắc trung tướng trịnh đình thạch bí thư đảng ủy chính ủy quân khu năm và đồng chí phạm minh tấn phó bí thư thường trực tỉnh ủy đắk lắc đồng chủ trì buổi lễ trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình dành phúc mặc niệm tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau lễ dân hương dân hoa, các đại biểu đã đến thắp hương tại các phòng mộ liệt sĩ. Trước đó, đoàn đã đến thăm tặng quà cho năm gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hồng có hai con trai là liệt sĩ, đồng chí Lê Chí Quyết, nguyên phó bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Hoàng, ông Trần Văn Tính, thương binh hạng 1 trên 4 và ông Trần Văn Lạng, thương binh hạng 2 trên 4. Tại các gia đình, Trung tướng Trịnh Đình Thạch đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương binh và các thân nhân các liệt sĩ cho độc lập, tự do đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đang đến gần, đồng chí Chính ủy Quân khu chúc các gia đình đón mùa xuân với nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển